Vâng, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin công nghệ của Điện thoại VTV ngày 28 tháng 3. Và hôm nay hãy cùng mình điểm qua bản tin công nghệ xem có những tin tức nào hot nhé. Tin tức đầu tiên sẽ đến từ nhà Sony khi mà quá lâu rồi Sony không có những hoạt động nào nổi bật. Tuy nhiên, mới đây hãng công nghệ này đã kết nối cùng với Tencent để cung cấp máy smartphone cho một cái cuộc thi chơi game. Ra mắt vào tháng 2 năm 2019, Xperia 1 là mẫu smartphone cao cấp đến từ Sony với màn hình OLED 4K HDR đầu tiên trên thế giới. Tỷ lệ màn hình là 21:9. Đây là mẫu smartphone mà Sony hướng tới phân khúc cao cấp, thiết kế sang trọng, cho nên ít ai nghĩ rằng Xperia 1 có thể trở thành một dòng smartphone dành cho việc thi đấu game. Tuy nhiên, bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra khi mới đây Sony đã bất ngờ tuyên bố rằng hãng đang hợp tác cùng Tencent Game và nhà tổ chức giải đấu WeWe Speed Mobile Tournament S-League. Xperia 1 sẽ trở thành mẫu smartphone được sử dụng để thi đấu chính thức trong giải đấu S-League này. Đây là một điều bất ngờ đối với cộng đồng game thủ của tựa game Speed Mobile và fan của Sony. Khi mẫu smartphone cao cấp đến từ Sony lại trở thành smartphone dùng để thi đấu game, thông thường các giải đấu game mobile ở Trung Quốc cũng như nhiều nơi khác trên thế giới, ban tổ chức thường hợp tác với những thương hiệu smartphone như Vivo, Black Shark. Vì những nhà sản xuất này thường xuyên sử dụng smartphone để chơi game. Tuy nhiên, lần này Tencent là nhà tổ chức giải đấu S-League đã bất ngờ chọn bộ smartphone cao cấp phục vụ đối tượng doanh nhân để làm smartphone thi đấu, khiến nhiều người bất ngờ. Xperia 1 được trang bị với xử lý Snapdragon 855, 6GB RAM, hoàn toàn đáp ứng được mọi tựa game trên thị trường hiện nay, trong đó có Speed Mobile. Tin tức thứ hai sẽ đến từ nhà Apple khi mới đây, theo một bằng sáng chế, Apple có thể sẽ đưa cái tai thỏ trên smartphone của họ lên trên những mẫu MacBook trong tương lai. Cứ tưởng thiết kế tai thỏ sẽ biến mất thì mới đây một bằng sáng chế mới được phát hiện bởi Apple Insider cho thấy các mẫu MacBook Pro mới sẽ được trang bị một cụm notch nằm ở phần đỉnh. Bằng sáng chế này có tên là module nhận dạng ánh sáng để xác định người dùng thiết bị điện toán. Dường như đây là một sự chuyển đổi của notch từ iPhone sang máy tính xách tay iMac. Bằng sáng chế giải thích, module nhận dạng mô hình ánh sáng bao gồm một bộ phát ánh sáng có khả năng chiếu một mẫu ánh sáng được xác định từ vị trí cho trước, ví dụ như ánh sáng hồng ngoại, và một bộ phát hiện ánh sáng có khả năng phát hiện những ánh sáng tạo ra bởi sự phản chiếu của mô hình, ví dụ như là người dùng hay là vật thể. Nếu điều này trở thành sự thật thì rất có thể MacBook cũng sẽ được trang bị Face ID. Tuy nhiên, tính năng này sẽ khó mà thuận tiện cho người dùng giống như trên điện thoại khi họ phải nghiêng hoặc bẻ màn hình sao cho đúng tư thế để mở khóa. MacBook thì còn dễ nhưng iMac sẽ gây khó khăn hơn nhiều. Trong bản sáng chế, Cupertino nói rõ rằng mục đích của sự thay đổi này nhằm ngăn chặn người dùng truy cập trái phép dữ liệu nhạy cảm của một người bạn bè của mình hay là người thân trong gia đình. Apple một lần nữa nghĩ về quyền riêng tư và bảo mật của người dùng. Tin tiếp theo sẽ đến từ một công ty Trung Quốc khi mới đây, công ty này đã sáng chế ra một cái mắt kính có giúp cho người dùng có thể phát hiện thân nhiệt của mọi người xung quanh. Theo SCMP, kính thông minh này có trọng lượng là 100g, trông giống như kính râm bình thường nhưng gắn kèm cáp kết nối và camera. Ngoài cảnh báo khi phát hiện người dùng bị sốt, kính còn hỗ trợ nhận diện khuôn mặt và liên lạc từ xa. Theo nhà sản xuất Rokit, mỗi nhân viên an ninh đeo kính có thể kiểm tra thân nhiệt của vài trăm người trong 2 phút. Rokit được thành lập năm 2014 ở Hàng Châu bởi Misa Yung Mingming, cựu kỹ sư AI của Alibaba. Công ty nhận được nhiều đơn đặt hàng kính từ các cơ quan an ninh và trung tâm cảnh sát Hàng Châu từ tháng 1. Trong tuần qua, công viên Hồng Nguyên cũng triển khai loại kính này với mục đích ngăn chặn Covid-19. Covid-19 bùng phát ở Trung Quốc giúp mở rộng phạm vi ứng dụng của trí tuệ nhân tạo. Trước đó, AI xuất hiện trong hệ thống kiểm tra thân nhiệt ở sân bay, robot phun thuốc, khử trùng, ứng dụng theo dõi lịch sử di chuyển và chatbot tư vấn sức khỏe tại nhà. Các hệ thống nhận diện khuôn mặt ngày càng phổ biến ở quốc gia đông dân nhất thế giới. Và dữ liệu thu thập được cũng được phát huy hiệu quả hơn ở các công tác phòng chống dịch. Các công nghệ hỗ trợ AI như kính Rokit khiến người dùng lo ngại về quyền riêng tư. Ngày 25 tháng 3, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng kêu gọi các nước bảo vệ quyền riêng tư của người dân trong cuộc chiến chống Covid-19. Tuy nhiên, với tình hình hiện nay, kính thông minh của Rokit vẫn nhận được sự hưởng ứng từ người dân Trung Quốc. Tin tức thứ tư sẽ đến từ nhà Apple khi mà mới đây, công ty này đã cho ra một ứng dụng giúp người dùng có thể theo dõi được tình hình dịch bệnh Covid-19. Ứng dụng Covid-19 miễn phí của Apple giúp người dùng đánh giá các yếu tố rủi ro, phơi nhiễm gần đây và các triệu chứng nhiễm bệnh. Sau khi trả lời các câu hỏi, ứng dụng sẽ cung cấp các khuyến nghị về các bước tiếp theo cần thực hiện, bao gồm việc nên thực hiện xét nghiệm vào lúc này hay không và khi nào nên liên hệ với trung tâm y tế. Người dùng ứng dụng hoặc những người truy cập vào trang web cũng sẽ nhận được câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về Covid-19, bao gồm những câu hỏi như nguy cơ người bệnh cao nhất hay là cách nhận biết các triệu chứng. Ngoài ra, họ cũng sẽ nhận được các
các thông tin cập nhật mới nhất như cách tốt nhất để rửa tay, khử trùng bề mặt và theo dõi các triệu chứng liên quan đến Covid-19. Bên cạnh đó, ứng dụng và trang web về Covid-19 này sẽ được đảm bảo về quyền riêng tư cũng như an toàn của người dùng. Các công cụ không yêu cầu đăng nhập hoặc liên kết với ID Apple của người dùng, đồng thời các phản hồi cá nhân của người dùng cũng sẽ không được gửi đến Apple hay bất kỳ tổ chức chính phủ nào. Thông tin thứ 5 sẽ vẫn đến từ nhà Apple khi mà mới đây, theo một bằng sáng chế mới, Apple rất có thể sẽ đưa cái Touch ID lên trên Apple Watch trong thế hệ tiếp theo của họ. Theo iPhone Hacks, Apple được cho là đang nghiên cứu nhiều về một phương pháp sinh trắc học để tích hợp lên Apple Watch. Một trong số đó là Touch ID và Digital Crown. Ngoài ra, một phương pháp đó là tích hợp cảm biến vân tay dưới màn hình. Tuy nhiên, các tin đồn cho rằng ứng dụng này sẽ không được tích hợp vào thế hệ Apple Watch được ra mắt vào năm nay. Điều này ngụ ý nói rằng chúng ta phải chờ đến năm 2021 mới được trải nghiệm nó trên thế hệ Apple Watch Series 7. Hiện tại, người dùng Apple Watch cần bấm mật khẩu ngay lần đầu tiên sử dụng thiết bị của họ. Một khi đồng hồ được tháo ra khỏi cổ tay của họ, nó sẽ tự động khóa. Nói cách khác, bạn sẽ phải bấm mật mã mỗi khi bạn tháo chiếc Apple Watch ra và đeo lại. Do đó, việc được tích hợp cảm biến vân tay Touch ID sẽ bổ sung thêm một lớp bảo mật cho Apple Watch và đem lại sự tiện lợi cho người dùng khi sử dụng thiết bị. Chưa hết, một số báo cáo trước đây còn cho biết rằng thế hệ Apple Watch tiếp theo sẽ được trang bị tính năng theo dõi giấc ngủ và đo nồng độ cồn oxy trong máu. Cuối cùng, Apple Watch sẽ được thực hiện một số thay đổi với Siri để nó hoạt động tốt nhất. Một số nguồn tin khác còn tiết lộ rằng Apple Watch Series 2 sẽ không được hỗ trợ Watch OS 7. Rồi và đó là những tin tức công nghệ hot nhất có trong ngày 28 tháng 3 hôm nay. Và nếu các bạn cảm thấy thích video này thì hãy nhấn like cũng như là share và subscribe cho Điện thoại Vua TV. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!